đam mê hội họa từ nhỏ, nên anh Lý Quang Khánh, giám đốc trung tâm mỹ thuật Khan Art, đường Trần Quang Na, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, quyết định khởi nghiệp bằng nghề vẽ tranh sau khi tốt nghiệp trường cao đẳng Cần Thơ. Hiện nay anh Khánh đã phát triển nhiều mô hình để việc kinh doanh ngày càng hiệu quả hơn. Lớp vẽ sáng thứ bảy ở trung tâm mỹ thuật Khan Art của anh Khánh có 15 học viên, độ tuổi từ 4 đến 12 tuổi. Tuy có các nhân viên phụ trách lớp, nhưng anh Khánh vẫn thường xuyên hướng dẫn các em cách phối màu, bố cục, chọn chủ đề. Không những nhận dạy vẽ cho thiếu nhi, anh Khánh còn nhận ôn thi cho các học sinh muốn thi ngành mỹ thuật ở các trường đại học cao đẳng. Thời học sinh, anh Khánh học ở trường nội trú, nên giờ rảnh thường theo các giáo viên mỹ thuật học vẽ. Khi trở thành sinh viên trường cao đẳng Cần Thơ, anh Khánh tham gia các hoạt động vẽ tranh tình nguyện, dạy vẽ tranh ở các trường học vào các dịp hè. Từ năm 2019, anh Lý Hoàng Khánh và các bạn có cùng niềm đam mê vẽ tranh ở trường bắt đầu nhận vẽ tranh thuê cho các cửa hàng, quán ăn, quán cà phê. Anh Lý Hoàng Khánh thành lập trung tâm mỹ thuật Khan Art từ tháng 12 năm 2021. Hiện nay, ngoài nhận dạy vẽ cho thiếu nhi, học sinh, trung tâm của anh Khánh nhận vẽ các loại tranh tường, tranh sơn thủy, trang trí phòng khách, cửa hàng. Các bức tranh có giá từ 250.000 đồng đến 450.000 đồng một mét vuông. Những ngày đầu khởi nghiệp, anh Khánh trực tiếp làm các công việc, nhưng giờ anh Khánh có 4 nhân viên. Bên cạnh đó, anh Khánh có 10 cộng tác viên là sinh viên ở các trường. Các bạn đều có thu nhập từ 1,5 triệu đồng đến 10 triệu đồng một người một tháng. Hơn 8 tháng qua, anh Lý Hoàng Khánh triển khai mô hình vẽ tranh trải nghiệm ở các quán cà phê. Hàng tuần, anh Khánh liên kết với các quán cà phê có không gian rộng, tổ chức các buổi vẽ tranh có bán vé để phục vụ người đam mê hội họa. Hiện nay, mỗi tháng, anh Khánh thu nhập hơn 30 triệu đồng từ việc vẽ tranh, dạy vẽ tranh. Không những làm kinh tế giỏi, anh Khánh còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, phối hợp các đoàn phường trên địa bàn các quận, tổ chức các lớp dạy vẽ tranh miễn phí cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Đối với mô hình hiện tại của em thì em cảm thấy nó cũng khá tiềm năng đối với thị trường Cần Thơ mình. Tại vì nhu cầu hiện tại của các bạn nhỏ cũng như là phụ huynh muốn cho con mình để tiếp cận về bộ môn hội họa cũng như để phát triển năng khiếu, phát triển về kỹ năng ấy, thì đối với Cần Thơ thì cũng khá là cao. Và chúng ta em tạo ra để đưa chất lượng lên hàng đầu, không vì số lượng mà ảnh hưởng đến chất lượng. Bên em thì đã có một cái mô hình nữa, đó chính là workshop trải nghiệm. Đó chính là một cái mô hình khá là mới. Trong mô hình đấy là chúng ta sẽ có một buổi trải nghiệm để chúng ta tham gia với bộ môn hội họa dành cho những người quá bận rộn với thời gian nhưng có đam mê hội họa nhưng mà không có thời gian để đi học. Chúng ta có thể đến trải nghiệm một buổi đó thôi và chúng ta có thể mang thành phẩm về, hoặc là dành cho những bạn mà chưa từng học hội họa nhưng mà chúng ta muốn trải nghiệm thì chúng ta vẫn có thể đến đây thì trong một buổi tạo ra một tác phẩm riêng của bản thân mình. Để giúp cho trung tâm của em phát triển ngày càng mạnh hơn, em sẽ phối hợp với những quán cà phê cũng như là các resort hay là các khu nghỉ dưỡng trên địa bàn thành phố Cần Thơ để em muốn đem hội họa vào trong du lịch. Không chỉ là người dân thành phố Cần Thơ mà tất cả khách du lịch họ đến Cần Thơ để trải nghiệm thì họ có thể tham gia một môn hội họa. Sáng tạo và đam mê là lời nhận xét của nhiều bạn bè, đồng nghiệp dành cho anh Lý Hoàng Khánh. Và với anh, con đường phía trước còn đầy thách thức, đòi hỏi anh phải không ngừng sáng tạo để phát triển mô hình kinh doanh và nuôi dưỡng niềm đam mê của mình.